Dùng nguy cấp đẻ trứng giữa đường băng Maldives vì tưởng bãi cát, VN Express. Con đồi mồi dứa đẻ trứng ngay trên đường băng mới dài 2.200 m của sân bay Mafaru trên đảo San Ho vòng Nunu thuộc quần đảo Maldives hôm mùng 9 trên 4 cảnh tượng được một người qua đường tên Pavin Kaswin chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Con đồi mồi dứa này bò vào từ biển và đẻ trứng ở giữa đường băng sân bay. Nó không biết nơi đó bây giờ không còn là nhà của nó nữa, Kaswin viết. Theo Independent, con rùa có sức khỏe tốt và được những người dân địa phương đưa trở về biển. Đồi mồi dứa nằm trong danh mục động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, giống như các loài rùa biển khác. Đồi mồi dứa luôn quay trở lại bãi biển nơi chúng sinh ra để đẻ trứng, đôi khi phải vượt qua hành trình kéo dài nhiều năm để tới bãi cát cũ. Sân bay ở Mafaru chính thức mở cửa vào ngày 28 tháng 4 năm ngoái. Dự án bao gồm một khách sạn, nhà ga đón khách và kho chứa dành cho máy bay AIZ-BUS 320 200 đây là công trình do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, hỗ trợ vốn xây dựng. Theo The Edison, đảo Nuna từ lâu đã trở thành nơi làm tổ quen thuộc của hàng trăm con rùa biển và bức ảnh là bằng chứng về tác động của thực trạng mất môi trường sống đến hệ động thực vật. Đôi môi tìm tới nơi đẻ trứng trên hòn đảo nhưng lại phát hiện ngôi nhà của nó đã bị thay thế bằng đường băng. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hội đồng đảo Nuna cho biết dù xây đường băng, tần suất rùa biển ghé vào đảo để làm tổ không suy giảm. An Khang, Tổng hợp